một cơ sở nghiên cứu vừa bị trộm đột nhập. Đội cảnh vệ đã phải nhanh chóng phải đến tiếp ứng nhưng đám tội phạm này đã bằng cách nào đó cắt đôi mặt đất và bỏ trốn. Sáng hôm sau, ta gặp được nhân vật chính là Accelerator. Vì khá dài nên tôi gọi tắt là AC. Cậu là năng lực ra mạnh nhất thành phố này với cấp độ là 5. Nhìn cậu nhảy từ trên cao xuống mà chẳng bị gì khiến bác sĩ và y tá đều trố mắt nhìn. Đột nhiên một cô bé níu cậu lại và muốn cậu trở về phòng để kiểm tra. Cậu không quan tâm thì bị cô bé giữ chân lại. Cậu buộc phải về phòng cho bác sĩ tháo băng, ta được biết Ace từng bị một viên đạn bắn vào đầu và đang có vấn đề về não. Bác sĩ muốn nghe về tiểu sử của cậu thì được cậu cho biết bản thân là người mạnh nhất trong số những năng lực gia cấp 5 ở đây. Cậu có năng lực điều khiển vạch tố và từng tham gia dự án tiến hóa cấp 6, nhưng giờ thì lại phải phụ thuộc vào máy móc chỉ để nói chuyện. Đội cảnh vệ sau đó đã tìm đến bệnh viện, cô đội trưởng đây cho biết vào sáng sớm hôm nay, một phòng thí nghiệm đã bị đột nhập cơ sở đó không hề khai ra việc họ đã bị đánh cắp mất thứ gì nhưng theo như cô nhận thấy thì thứ bị đánh cắp có thể là một loại vũ khí như máy cắt nước và việc họ đến đây là vì những vũ khí đó được dùng để chống lại AC chúng lúc này đã đến nhà xe của bệnh viện và bắt đầu phá phách ở đây test con hàng xong thì chúng đã sẵn sàng để chơi với AC chúng bước vào bệnh viện và ngang nhiên thách thức đội cảnh vệ họ đứng ra ngăn cản thì bị đám này cho một đường chém bay luôn cả tay đạn bắn vào thì đều bị hóa băng hết Axe dù nghe cảnh báo và biết chúng nhắm vào cậu nhưng Axe vẫn mặc kệ. Cô gái đây muốn cậu làm gì đó nếu không đám kia sẽ lật tung cả viện để tìm. Bé lo ly này sợ nhà bếp sẽ bị phá nên chạy đi. Đội cảnh vệ nhận thấy một tên gần đó có mang túi nên hẳn là Tiếp Tế. Họ dự định xử tên này trước rồi câu cho tên cầm vũ khí hết đạn. Đội trưởng đã vào trước. Nhưng khi cô vừa lách qua tấn công tên Tiếp Tế thì đột nhiên bị mất sức rồi bị sút ra. Họ dù biết là đang thua thế nhưng vì những con người ở đây nên họ không thể bỏ cuộc họ đánh liều lao lên thì ác xe đập tường tìm đến cậu muốn xử hết đám này vì cái tội làm ồn đòn tấn công của vũ khí kia hoàn toàn không chạm được vào người cậu nhưng bé lo ly chạy đến và đột nhiên trần nhà sập nên cậu phải đỡ cho cô bé vết thương bị bong ra và nhỏ máu lên túi nên chúng được cớ giật lấy túi từ bé lo ly và chạy đi chúng bỏ lại luôn tên tiếp tế ác xe không thích bị qua mặt nên đã cùng cô gái đây đuổi theo cậu biết chúng sẽ trốn xuống cống ngầm và nơi này là lối xuống duy nhất Chúng đã đặt bẫy và chuẩn bị để trốn lui vì với mẫu máu từ Ace là đã đủ để chúng thành tỷ phú, nhưng cậu đã tìm đến và lật tẩy khả năng của chúng, thứ vũ khí này sử dụng nitrogen để biến nó thành máy cắt nước áp suất cao, việc chỉ toàn khí nitrogen khiến xung quanh chúng không hề có tí oxy nào nên cô gái đeo kính này hẳn là có năng lực điều chỉnh không khí nên mới giúp cả bọn thở được. Cậu giật lại túi giấy nên chúng điên cuồng cướp lại, nhưng Ace chỉ tốn vài đòn là đã cho chúng đo sàn đeo kính đứng ra cứu bạn thì bị cậu búng cho một cái và bỏ đi. Đáng ra chúng đã có thể thành công nếu chúng lấy thứ khác thay vì là cái túi này. Cậu mang túi giấy trở về cho bé Loli và rồi nhận ra bản thân đuổi theo chỉ để lấy lại một túi bánh. Trong lúc đó, một tổ chức tự gọi là dự án đã cứu một cô gái nhảy cầu. Nhưng chúng điều tra thì biết cô gái này là kẻ xấu nên quyết định thủ tiêu luôn và để nguyên nhân hẹo là cô ta nhảy cầu và không qua khỏi. Đêm đó một năng lực gia đã lẻn vào bệnh viện và cảnh vệ chẳng hiểu sao lại được kêu gọi đến đây rất đông, nhưng chúng không thể xông vào vì đây là bệnh viện. Họ phải âm thầm lẻn vào và không để bệnh nhân phát giác. Họ phát hiện được cô ta nên cô ta đành chống trả và trốn vào phòng của AC. Cậu tắt máy hỗ trợ đi để không nghe được gì. Cô gái này chỉ muốn tìm người trong hình này nhưng cảnh vệ chạy vào và dí điện và đưa cô ta đi. AC sau đó mới mở lại máy hỗ trợ và nhìn xem thử bức hình này. Đội cảnh vệ báo cáo về cho trụ sở còn cô gái kia thì đã bị trói chặt lại. chúng muốn trừng phạt cô ta trước khi sử dụng cơ thể cô cho cái thứ công lý của chúng và đúng đám này là người của dự án. ac đã đứng ra chặn đường xe vận chuyển. quân lính đã chĩa súng đuổi cậu đi nhưng cậu cần gặp cô gái kia và biết thừa đám này không phải quân cảnh vì họ sẽ không chĩa súng vào người dân. bị lật tẩy nên chúng cũng thừa nhận chúng là dự án và là những thợ săn công lý. vì ac không chịu tránh đường nên chúng quyết định chơi tới với cậu. bắn súng thì bị phản lại. lấy xe hút thì bị hất văng hết cách nên chúng lấy luôn cả robot ra xài. Nhưng bắn bao nhiêu vẫn không có tác dụng, cô gái năng lực ra kia đã tranh thủ hỗn loạn mà chạy thoát. Đám kia cho rằng cậu là ác ma nên cậu bật cười và muốn mấy tên cuồng công lý kia thử đến tiêu diệt ác ma như cậu xem sao. Tên này giải phóng giới hạn nhưng cậu vẫn nguyên vẹn dù xung quanh gần như đã tan thành cho bụi. Cậu không thích rông dài nên lao đến phá luôn con robot trong một đòn. Đột nhiên một cái xác rơi ra từ trong cỗ máy còn đám kia thì cắm đầu chạy. Quân cảnh thật giờ mới đến và cô chỉ huy xem qua cái xác thì được AC cho biết xác này đã chết được hai ngày. Qua điều tra thì họ biết danh tính của cô gái này là người đã nhảy cầu hai hôm trước. AC đoán ra được chúng đã lấy xác này bỏ vào máy và rồi tận dụng năng lực của cô gái này cho con robot, chẳng những tận dụng mà còn khuếch đại nó lên. AC bỏ lại việc điều tra cho họ và quay về. Trong lúc đó, đám dự án quyết định trừ khử tên lính ban nãy vì hắn đã làm hỏng việc và còn để mục tiêu trốn thoát. Lúc AC trở về thì cậu gặp lại bé Loli tên Misaka. Cô bé muốn biết cậu đã đi đâu vào giờ này thì cậu chỉ lừa là đi uống cà phê rồi về phòng. Vừa về đến thì cậu gặp lại cô gái kia. Cô tự giới thiệu bản thân là Rose và muốn thỉnh cầu AC giúp. Cậu không thích và cho rằng cô đang làm phiền cậu. Cô chấp nhận bỏ mạng chỉ để nhờ AC giúp loại bỏ đám dự án vì chính cô là người đã sai lầm khi để chúng biết về thuật điều khiển xác chết. Chúng dự định sẽ lợi dụng sức mạnh từ bé Loli của cậu để thay đổi thế giới nghe vậy thì cậu đổi ý và muốn cô ta dẫn đến hang ổ của đám dự án. Cô chỉ biết một cái nhà kho nên Arcy đã để cô dẫn đường. Cô quyết định tin tưởng Arcy vì cậu không giống người xấu, nhưng cậu sẽ cho cô thấy cậu xấu xa như thế nào. Arcy đã lấy mô tô chở Rose đi và cô không tin được việc bản thân sẽ phải quay lại nơi bản thân đã từng bị cầm tù. Khi đến nơi, Arcy đã xác định điểm và rồi đục luôn một lỗ trên tường. Vào bên trong thì Arcy đã phát hiện một cái xác chẳng còn lại gì và một con robot chưa được khởi động. Đột nhiên nó sáng lên vì trong đó chính là kẻ đã giam giữ Rose, Hiko. Hắn cô đánh gục tâm lý của Rose bằng cách so sánh việc hắn đang làm với cách cô điều khiển xác chết cũng tương tự nhau nên cô không có quyền phán xét hắn. Ace muốn hắn bớt làm nhảm và cho rằng đám trẻ trâu như hắn dạo này có vẻ thích dùng xác chết để chơi đùa, nhưng hắn vẫn thích chọc tức Ace nên cậu đã tung đòn trước. Có điều hắn đã nhìn thấu năng lực của cậu và biết được nếu Ace không thể chạm vào hắn thì cậu sẽ chẳng thể gây ra được tổn hại gì lên con robot. Vì mấy đòn từ xa này vốn chỉ là mũi, nhưng hắn chưa muốn tử chiến ở đây nên đã rút lui. Rose cho rằng tên Hiko đã nói đúng về cô, nhưng cái Axe muốn biết là cô muốn ngăn chặn hắn hay không. Sáng hôm sau, Misaka chạy đến đưa cơm cho Axe thì thấy Rose ở đây và nổi cơn ghen. Cậu từ chối trả lời và cũng cấm không cho Rose nói ra thân phận thật. Misaka nghĩ cậu bắt cá hai tay nên ném luôn ba hộp cơm vào mặt cậu. Cậu đang đói nên Misaka muốn cậu cùng cô đi ăn nhà hàng để bù đắp. Cậu đành phải đi theo còn Rose bất ngờ khi Misaka trong lời đồn lại ở đây, bởi cô bé đã qua một cuộc thí nghiệm và trải nghiệm cái chết hơn 10.000 lần. Cả ba đã ra nhà hàng và Rose chưa từng ăn qua món nào nên cả bọn gọi được món nào là gọi tất. Rose ăn thấy ngon và bật khóc vì lần đầu được trải nghiệm thứ tuyệt vời như này. Axe không có hứng ăn nên ra ngoài và suy nghĩ về việc điều tra đám dự án. Cậu quyết định gọi hỏi cô gái tên Iosi để kiếm thêm thông tin về đám dự án. Cô không biết nên sẽ đi kiểm tra và báo lại sau. Cậu quay lại quán thì thấy hai cô gái đã ăn xong và về trước, hóa đơn sẽ do cậu tự lo. Vừa về đến viện, cậu thấy Quân cảnh lại đến đây, vừa bước vào phòng thì Rose đang thản nhiên thay đồ. Cậu chẳng có cảm xúc gì nhưng Misaka cứ làm quá lên. Bác sĩ sau đó đã gọi Misaka đi kiểm tra và cũng cho Ace biết về cái xác cậu tìm thấy lần trước có thứ này ở trong miệng. Rose nhận ra đây là một lá bùa tâm linh cấp thấp. Rose đã cùng Ace đến nhà xác và cô cho cậu xem thử chiêu hồn thuật là như thế nào. Cô muốn kéo linh hồn của cô gái này trở lại và để nó đi siêu thoát thay vì cứ trôi giặt như lúc này. Axe hiểu ra được bản chất của loại thuật này. Đột nhiên hình ảnh chiếc não hiện ra nên cậu chạm vào thử và xem lại được toàn bộ ký ức của cô gái này. Cậu bị đẩy ra sau khi thấy việc mà dự án đã làm với cô ta. Rose cho biết đây là tàn dư từ ký ức và tránh chạm vào bất cần nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm trí. Rose đã làm xong phép với cái xác. Axe vẫn chưa hiểu hết được bản chất của mớ thuật chiêu hồn này nhưng cậu biết được đám dự án đã kinh tởm đến mức giết người và rồi còn tự nhận là anh hùng công lý, đột nhiên quân lính tiến vào đuổi cả hai đi. Ác biết chúng là dự án nên đã vừa bỏ đi và lấy cái lọ mà chúng mang theo. Thứ này là đồ để tiêu hủy xác, cậu tạt thẳng vào chúng thì may mắn né được. Chúng quyết định rút vũ khí ra dạy dỗ cậu một trận, nhưng phép chiêu hồn của dâu giờ mới phát huy tác dụng lên cái xác kia. Cái xác đứng dậy và xác định hai kẻ phía trước là mối nguy đến dâu nên sút một tên bất tỉnh tại chỗ. Tên kia rút súng ra bắn thì Ax chạy ra chặn lại. Cậu sẽ cho chúng thấy quái vật thật sự là cậu chứ không phải cái xác kia. Cậu lao đến tóm đầu một tên và định dùng giọng điện trong cơ thể để làm vai trò. Hắn sợ quá bất tỉnh nên cậu quay sang tên còn lại vừa mới tỉnh, nhưng vết thương của cậu lại bị hở khiến Ax choáng váng. Việc mất máu khiến Ax ngã gục. Tên kia nhân cơ hội phá trần nhà rồi chạy đi. Vì Rose ở phía dưới nên cái xác đã đứng ra đỡ hộ đống đá tên kia chạy ra ngoài và suýt đâm vào một cô bé thì một bản sao của Misaka đã đứng ra chặn lại. Cô có khả năng dùng điện, cô định phá đi thứ vũ khí sau lưng hắn thì thứ này có cách điện nên cô bị tóm lại. Rose và cái xác tìm đến nhưng đồng bọn của tên kia cũng tìm đến nên hắn đã lấy Misaka bản sao làm con tin và trốn thoát. Cái xác muốn đuổi theo nhưng Rose không cho phép vì Axel lúc này vẫn đang cần phải phẫu thuật. Truyền thuyết đô thị có nhắc đến một con tàu chạy mãi và không dừng ở bến nào và con tàu đó là nơi trú ngụ của một tên cấp cao trong dự án. Hiko đã gọi đến cho ông ta để giao kèo. Đó là hắn sẽ cần ông ta xử lý vài tên đang ngăn cản kế hoạch của hắn đổi lại hắn sẽ không tiết lộ vị trí của ông ta cho kẻ thù. Ông ta giao kèo xong thì thấy chán với đám dự án này nên quyết định vứt bỏ chúng để sử dụng thử nghiệm loại vũ khí do ông ta tự làm ra. Axel lúc này vừa tỉnh lại thì nhận thấy bệnh viện vẫn còn nguyên nhưng Rose thì không có ở đây còn Misaka lại ở cạnh cậu. Cô bé đã chờ để cậu tỉnh lại và muốn biết cậu thích ăn hay uống gì. Cậu chỉ yêu cầu một lon cà phê và đưa tiền cho cô bé đi mua. Đột nhiên một bản sao khác của Misaka tìm đến. Cô mang đến thư mà Rose để lại. Cô đã đuổi theo dự án vì chúng đã bắt cóc một Misaka. Ioshi cũng đã gọi đến cho cậu vì nghe tin cậu lại để bác sĩ phải chạy chữa. Còn về vụ dự án thì chúng tự xưng là đội hỗ trợ quân cảnh nhưng thật ra là một tổ chức đáng gây tởm. Cậu đã biết về việc chúng là nỗi thảm hại với cái danh xưng kẻ ác. Còn mục đích của chúng là để mang đến thứ công lý mà chúng tự xưng, chúng tập hợp toàn những thành phần mang tư tưởng lệch lạc và rời khỏi quân cảnh để gia nhập đội này. Vì chung một lý tưởng nên chúng có thể đồng cảm với nhau và kéo được thêm thành viên từ đó. Vì chúng đã trở nên phiền toái nên thế lực đã bao che cho chúng quyết định thanh trừng và toàn lực dập nát chúng, nên nếu cậu có ý định tham gia thì cẩn thận. Cậu kệ miệng lời cảnh báo vì đụng là trụng, khi cô lúc này đang nghe đồng bọn cãi nhau thì đếch quan tâm mà chỉ muốn chúng đưa Misaka bản sao đến chỗ hắn. Cô chỉ huy lúc này đã có thông tin về toàn bộ người trong dự án và nhận ra đám này toàn thành phần đen tối ở trong quân cảnh khi xưa, đột nhiên một nhà kho trong thành phố phát nổ. Kẻ gây ra là bốn năng lực gia được gọi là thợ săn được phái đi để diệt gọn cái tổ chức dự án này. Quân cảnh lúc này cũng đã tìm đến hang ổ của đám dự án và phá cửa xông vào, bọn kia vẫn cố gắng chống trả. Nhưng trước lực lượng hùng hậu này thì chúng có thủ đằng trời, Rose và người hầu của cô cũng đang nhanh chóng tiến đến. Còn Axe vẫn chưa thể di chuyển, Cậu đã lấy pin của máy hỗ trợ ra sạc và thấy khó chịu khi giờ còn chẳng đủ sức để đuổi Misaka Loli lắm chuyện ra ngoài. Quân cảnh đã dần áp đảo và đẩy lùi đám dự án. Họ vẫn không tin đám này từ chính quân cảnh mà ra. Chỉ huy cho biết đám này đã mục giữa và bị khiển trách do hành động quá khích của chúng. Đám dự án cầu cứu lên Hiko vì hắn có thứ vũ khí cực mạnh. Nhưng hắn đòi chúng đưa Misaka đến đây trước. Chúng mù quáng nghe theo mà không biết rằng một khi hắn nhận được thì chúng sẽ bị bỏ rơi. Chúng đã thông báo đến lực lượng đang chiến đấu ngoài kia và yêu cầu họ nhanh chóng giao người đi gấp. Nhưng nhóm thợ săn đã nghe được kế hoạch và lên kế hoạch đón đầu. Quân cảnh nhận thấy dự án bỏ chạy thì liền tiến vào và chạm trán với một con robot vũ trang có súng chống tăng. Quân cảnh bị đẩy lùi, chỉ huy thấy đám dự án đang lợi dụng bỏ chạy thì đã phối hợp với đồng đội và nhảy lên dần chúng một trận. Vì không còn dân thường nên cô có thể bung hết sức. Trong lúc cô xử lsi SI trên này thì dưới kia quân cảnh đang dần bị đẩy lùi do chênh lệch về hỏa lực chúng thả ra những lưỡi dao điều khiển từ xa và xử lý hết những quân cảnh có ở đấy nhưng đúng lúc này thì nhóm thợ săn kia tới và phá hết mấy cái lưỡi dao chúng nhận ra đây là người của kẻ đã bao che chúng nên liền nổi giận và đòi sống chết một phen nhưng hắn lao đến thì cô gái này dùng năng lực giữ lại cô ta có khả năng điều khiển ma sát và khiến cả con robot bị đứng tại chỗ chúng đinh bỏ chạy thì cô ta tăng ma sát ở một chân lên khiến cả con robot xoay vòng cô ta thả ra khiến robot đâm sầm vào chỗ của chỉ huy Tên dự án kia bị đá đè chết còn chỉ huy đã nhanh chóng tóm lấy Misaka. Nhưng xác của tên kia đã khiến Misaka rơi xuống. Rose nhanh chóng chạy đến đỡ lấy và được đám thợ săn cảm ơn vì chúng cần đưa về cho Hiko. Chỉ huy đã đứng ra câu giờ cho Rose chạy nếu cần thiết. Thấy quân cảnh khá chướng mắt nên chúng quyết định loại bỏ cô luôn nếu cần thiết. Một người đã sử dụng giấy và rồi biến toàn bộ giấy thành một bộ giáp thỏ khổng lồ. Axe giờ mới bình phục và Misaka cũng đưa cục pin trên máy hỗ trợ cho cậu cậu rời khỏi bệnh viện thì bị misaka hỏi này hỏi nọ nên cầu đành lừa là đến cửa hàng tiện lợi lúc ra khỏi bệnh viện cậu tắt máy hỗ trợ đi và phóng một cái bay vút đi cả cây số cậu muốn tham gia trận chiến chỉ để thỏa mãn cơn nghiện của bản thân con thỏ đã lao thẳng vào tung một cú cực mạnh đẩy văng chỉ huy nhưng cô ta hơi quá khích nên cũng bị cả đồng đội chửi vì ảnh hưởng đến tận đây cô ta xin lỗi vì chỉ đang háo hức được giết chỉ huy hay đúng hơn một giáo viên của thành phố học viện này cô ta chạy lên hỏi đồng đội là nên làm cách nào nhưng chỉ huy muốn biết lý do họ có ác cảm với giáo viên như vậy họ cho rằng việc loạn lạc và khiến thành phố không an toàn là do các giáo viên đã không làm tròn bổn phận cô cho rằng đúng là những kẻ như dự án đang làm thối nát cái xã hội nhưng vẫn còn đó những người giáo viên tận tâm khác đột nhiên một tên sót lại của dự án chạy ra xả súng nhưng thỏ cứ thế chặn hết cô ta định xử luôn nhưng nghĩ lại và cho áo vàng làm thay cô ta đóng băng tên kia bằng một công thức gì đó và để thỏ làm nốt phần còn lại cô ta xong việc phụ thì quay lại việc chính. Chỉ huy Dương Khiên lên thì bị cô ta tung một đấm vỡ luôn Khiên. Rose đã cho cô hầu chạy ra cứu chỉ huy. Tóc đỏ muốn cô thỏ xử lý Rose trước để chỉ huy có thể chìm trong tuyệt vọng. Cô hầu của Rose đã phá bỏ giới hạn cơ thể để chiến đấu và ước tính là chỉ trụ được 10 phút. Cô sút bay DUC mấy tờ giấy nhưng chúng nhanh chóng hóa thành những mũi khoan nhắm thẳng vào cô. Dù bị phản đòn lại và bị thương một bên chân nhưng cô vẫn có thể chiến tiếp chỉ có thời gian giới hạn là sẽ bị giảm xuống. Rose buộc phải nghĩ ra cách gì đó, cô đã dùng đất vào tạo nên một vài miếng giáp cho cô hầu. Vì đất cứng hơn nên đòn đánh vào thì cô thỏ đều là người hứng sát thương nhiều hơn. Cô ta đổi hai tay thành một cái máy khoan, cô hầu không ngốc mà đánh trực diện nên cô né chờ thời cơ. Nhưng chúng biết cứ đánh kiểu này thì chẳng ăn thua nên nhắm qua Rose. Cô hầu buộc phải đứng ra chặn nhưng giáp cũng dẫn bị phá đi. Dù Rose xin cô dừng lại nhưng cô vẫn dùng cả cơ thể để tiếp tục chặn. Ngay lúc Rose bất lực nhất thì Axe tìm đến. Cậu tung một chiêu thổi bay cô thỏ. Nhưng tóc đỏ lại thấy thích một kẻ xấu như Axe nên mời cậu vào đội. Cậu cho rằng Rose là đồ ngáng đường nên cô lo mà đưa những người bị thương ra khỏi đây. Tóc đỏ ghét khi bị làm lơ nên muốn cậu nói gì đó. Cậu dẫm một cái khiến cô ta bay đến chỗ cậu và rồi chọc quê cô ta. Cậu dâm cái náy nữa cho cả con robot bay đến cô ta. Ngay lúc sắp bị đè thì cô thỏ đã lao đến cứu. Họ nhận thấy chơi tay đôi với Arcy là điều ngu xuẩn nên quyết định dùng đòn kết hợp. Tóc đen lao đến khóa chân bằng ma sát. Cô thỏ chuyển bộ đồ thành trinh nữ sắt và áo vàng sẽ ném một mớ hóa chất vào khiến cả trinh nữ sắt cũng nóng lên. Cứ nghĩ là Arcy đã bị thiệu dụi trong kia, nhưng cậu thấy chúng chỉ được mấy trò này thì quá kém. Rose mừng khi Arcy còn sống. Đám kia nghe đến tên của cậu thì bị sốc khi cậu chính là hạng nhất cấp 5 trong lời đồn. Cậu thấy chúng cứ nhìn chằm chằm thì liền bay xuống ghim thẳng tóc đen vào tường và kích điện cô ta. Cô thỏ tức giận lao đến thì bị cậu phản đòn và rồi dựng lên mấy cọc đá vô hiệu luôn bộ giáp thỏ. Tóc đỏ thì đã quá sốc nên chẳng thể làm gì, áo vàng thì cậu chỉ cần một búng. Chỉ còn mỗi tóc đỏ, cậu chỉ dọa tí mà cô ta đã sợ quá ngất đi. Cậu sút vỡ luôn camera của con robot, dù thắng trận nhưng cậu vẫn chẳng thấy thỏa mãn vì quá dễ và quá nhanh. Rose đã dùng phép để kiểm tra lại những người bị thương. Cô cho rằng nếu ác không đến thì họ đều đã chết, Cậu không thích nhận lời tốt về bản thân và cũng cho rằng Rose không cần cứu bốn đứa kia, nhưng cô cho rằng Ace từ đầu cũng chẳng hề có ý định giết mấy người này vì cậu chỉ đánh gục họ. Cậu có vẻ hoang dã nhưng cuối cùng vẫn giúp đỡ mọi người. Cậu cho rằng cô đang tự suy diễn, đột nhiên Rose muốn Ace nhận cô làm sư phụ. Cô đưa Ace một mảnh vải đỏ vì đây là tục lệ của chiêu hồn sư. Cậu từ chối và thổi bay mảnh vải cô đưa, nhưng Rose đã cho cô hầu đuổi theo và nằng nặc đòi cậu làm sư phụ. Cậu từ chối và muốn biết lý do gì cô không để cô hầu mặc đồ. Rose cho rằng lúc cô lên đường là đang vội nên bị quên. Cậu mặc kệ bỏ đi thì cả hai vẫn cố đuổi theo và cứ một mực đòi cậu làm sư phụ. Cô cho rằng việc này có hệ trong đến cả thế giới. Nhưng cậu mặc kệ, cô muốn bản thân phải hạ bằng được Hiko. Cậu vẫn chưa quyết định, đúng lúc này thì Misaka và chỉ huy tỉnh dậy. Cả hai giữ Rose lại nhưng cô cứ dướn lên vì Axe muốn đi tìm tên Hiko và nghiền nát hắn do hắn khiến cậu thấy bực nhưng cậu chưa cần đi thì chúng đã tự tìm đến. Một con robot chiến đấu xuất hiện và Axe đã ngay lập tức lao vào, tên lửa bay đến thì cậu vẫn bất chấp lao đến và rồi nhận ra con robot này có năng lực hoán đổi vị trí. Con robot mà cậu tìm thấy ở kho do Hiko điều khiển cũng mò đến, nhưng người lái lần này không phải hắn mà là một cô gái tên Hirumi. Rose nhận ra cô ta vì người cô muốn ngăn cản chính là cổ. Một con robot nữa cũng mò đến và nó bắt được Misaka đạt được mục đích nên chúng đã xả tên lửa để bỏ trốn. Ác đã chặn lại giúp Rose và rồi đuổi theo, khi lửa tắt. Chỉ huy thấy lạ khi rõ ràng cô hầu là một cái xác mà lại ở đây thì Rose đã nói ra việc bản thân là một chiêu hồn sư và trong cái xác này là một linh hồn nhân tạo. Hiko lúc này mới quay lại bàn điều khiển thì nhận thấy Hirumi đã làm thay hắn toàn bộ việc cần làm. Nhưng có một vấn đề là ác đang đuổi theo, Rose đã cho chỉ huy biết về sự nguy hiểm của ba con robot mà Hiko đang giữ. Ba con này đều đang sử dụng linh hồn của những con quái vật nhân tạo được những gia tộc chiêu hồn sư tạo ra. Những linh hồn này được cho là đã mất kiểm soát và phá hủy nhiều thành phố. Biết được sự nguy hiểm đó nên chỉ huy quyết định giúp sức. Hiko đã cho robot bao vây AC nhưng cậu chẳng quan tâm việc mấy cỗ máy này có cấp 5 như cậu hay không vì cậu vẫn là số 1. Cậu muốn hẳn nói ra vị trí và cậu sẽ đến xe xác hắn ra. Nói là vậy nhưng cậu vẫn chưa thể tổn hại gì đến một trong ba con robot vì hắn đã nhìn ra cơ chế năng lực của AC nhưng dù vậy thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hắn chứng kiến sức mạnh của cậu thì càng thích thú và mong chờ được kết hợp xác cậu với vũ khí của hắn. Cậu nghiêm túc chiến đấu nên Hiko quyết định sủi vì hẳn đã có được thứ hắn muốn lúc này. Cậu cố đuổi theo nhưng con robot có một lớp lá chắn khiến ai chạm vào sẽ bị mất ý thức. Rose sau khi trang bị đồ cho cô hầu thì cũng đã lên đường đuổi theo ác vì đây là lỗi của cô và cô phải tự chịu trách nhiệm. Ác lúc này vẫn đuổi theo dù robot của Hiko đang tàng hình nhưng cậu vẫn nhìn ra và đánh cho nó hiện hình vì lực của gió đã làm lộ vị trí của hắn. Cậu muốn đòi lại Misaka thì hắn đã nói ra việc Misaka được nhân bản lên hơn 10.000 người chỉ để ác giết nhằm thúc đẩy cậu tiến hóa lên cấp độ 6. Misaka vốn làm ra để ác giết mà giờ cậu lại muốn đi cứu cô. Cậu không quan trọng việc cứu người mà cậu chỉ muốn bẻ từng khúc xương của hắn ra. Khi cô lại tiếp tục chạy thì cậu lại đuổi theo và mặc kệ cho hai con robot kia cứ tấn công từ phía sau. Rose và người hầu thì đã tìm đến một ngôi nhà cũ để lập một phép gì đó tại đây. Hiko nhận thấy dù Ace đuổi theo nhưng cậu vẫn có vẻ tức giận gì đó. Rose thì đã nhớ lại việc cô từng được Hiko nhờ giúp đỡ trong việc giúp Hiromi tiến hóa lên cấp 6. Hiko vốn rất thích khoe khoang về kiến thức của hắn khiến Rose thấy khó ưa, nhưng Hiromi đã là người xin cô hợp tác để cô có thể thành người cấp 6 đầu tiên trên thế giới, nhưng dần dần, Hiko lại lợi dụng thuật chiêu hồn của cô để phát triển mấy con robot kia. Dần dần cô còn chẳng biết bản thân ở đây để làm gì và vì ai, dù chưa quen với lối sống hiện đại nhưng Hirumi cũng là người giúp cô quen với cuộc sống này. Cô cho rằng Hiko rất coi trọng Rose, Hirumi vẫn phải tập thể lực dù cô không hề giỏi việc này. Lúc Rose trở lại phòng thí nghiệm của Hiko, cô biết hắn đang định kiếm thêm đối tượng thí nghiệm. Hắn đã dùng những cô gái có năng lực và cho họ vào máy và phát hiện cỗ máy còn có khả năng khuếch đại năng lực. Hắn giải thích một mớ nhưng chưa định để cho Hirumi tham gia thí nghiệm này vì nó chưa ổn định và sẽ phá hủy nhận thức của người tham gia thí nghiệm. Rose đã đi gặp Hirumi và có một cuộc nói chuyện để rồi hôm sau, Hirumi đã tìm đến phòng thí nghiệm và một mực đòi tham gia thí nghiệm vì cô tin là với khả năng của Rose cộng thêm vào thì sẽ thành công. Nhưng Hiko cô không muốn đặt cược nên muốn thử nghiệm đến khi chắc chắn và lúc đó sẽ mất từ 1 đến 2 năm, nhưng Hirumi không có đến 2 năm vì bệnh của cô đã trở nặng. Cô quyết định quay lại một đoạn phim cho Rose và anh trai là Hiko và thông báo về việc bản thân đã tự ngâm mình trong chất bảo quản và cũng xin lỗi vì đã giấu bệnh án đi. Hiko hoàn toàn bị sốc khi em gái ra đi quá đột ngột. Nhưng Hirumi vẫn cho rằng khi bản thân chết thì Rose sẽ gọi hồn dậy và những giới hạn của cơ thể sẽ bị phá bỏ và cô có thể dễ dàng tiến hóa lên cấp 6. Hiko tự trách bản thân khi đã phớt lờ bệnh tình của em gái dù nó quá dễ để nhận ra. Giờ khóc lóc cũng chẳng được gì nên cả hai quyết định làm nốt tâm nguyện của Hirumi cả hai đã bỏ Hirumi vào cỗ máy và tình cờ sau khi cô bé hoàn toàn có thể nói chuyện lại như thường. Hiko rất mừng và quyết định giữ mạng cho em gái và không quan tâm đến việc tiến hóa nữa. Nhưng đồng nghiệp và Hiko trở mặt và rồi lộ ra con robot chỉ mô phỏng lại tâm trí chứ không hoàn toàn là Hirumi. Nó đánh gục những tên lính dám nổ súng vào nó và muốn Rose làm nốt công việc chiêu hồn. Cô nhận ra bùa yêu quái đã mất một lá và biết con robot trước mắt đang được một trong bốn quái vật của cô điều khiển. Nó đã ném cho cô một cây còng để cô tự còng lại và cấm nói ra chuyện này với Hiko vì nó cần lợi dụng Hiko cho việc tiến hóa. Nếu cô chống cự thì nó sẽ lấy mạng từng người lính ở đây. Nó làm luôn một người trước để thị uy và quyết định lấy một tên nữa để ép Rose tự còng. Và giờ Rose đã đủ dứt khoát để làm ra một con dao có thể tiêu diệt hoàn toàn con quái vật. Nhưng điều này cũng có nghĩa là nó sẽ tiêu diệt luôn cả phần ký ức còn lại của Hirumi. Khi Rose đã có đồ để chơi thì Axe vẫn kiên trì đuổi theo không biết mệt nhọc cậu đuổi từ tối đến sáng. Hai con phía sau thì vẫn liên tục dội bom nhưng cậu đã dùng lực từ đống bom đẩy để lao đến tiếp cận con màu vàng. Cậu đấm liên tục và khiến Hiko bị mất kết nối giữa chừng khi đang sao chép 10.000 lần chết của Misaka. Hắn tức giận vì bị phá nhưng Hirumi đã giúp lấy lại bình tĩnh nên hắn định sửa lại để tiếp tục sao chép. Nhưng Hirumi lại có ý khác, chúng lao thẳng xuống khu vực di tản và mặc kệ luôn thiệt hại mà xả súng ác đã kịp lao đến đỡ cả tòa nhà và dùng một mảnh vỡ ném hỏng con màu xanh và đoán được con màu vàng đã đi đâu cậu sút luôn con màu xanh về phía cậu nghĩ là nơi mà tên hiko đang trú ẩn hắn lúc này đã sắp xong quá trình thì bị cắt ngang bởi cả con màu xanh bay vào ác chưa để ý việc lấy mạng hắn mà lo cứu misaka trước misaka lo ly được truyền cảm giác từ bản sao thì đột nhiên bật dậy vì nghĩ là ác về cậu lúc này mới đến tìm hiko và hắn thật sự ngưỡng mộ vì cậu có thể cân cả ba con cấp năm nhưng cậu cho rằng rác kết hợp với rác thì cũng chỉ là một đồng rác. Hiko cũng chẳng quan tâm vì hắn đã sao chép được 10.000 lần chết của Misaka. Hắn truyền dữ liệu vào ba con robot và khởi động lại chúng. Vốn dĩ hắn làm ra mớ này là để giúp Hiromi lên 6 nhưng việc đó tạm thời để sau. Misaka muốn cùng Axe chiến đấu nhưng cố giữ khoảng cách vì sợ làm vướng chân. Cậu muôn cô nhớ việc chính cậu là người đã giết cô 10.000 lần nên cứ im lặng mà căm ghét cậu đang chuẩn bị lao vào con màu xanh thì cậu lại bị con tím ngoài kia dịch chuyển vì bọn này đã tiến hóa nên chúng có thể chia sẻ tầm nhìn và nhờ đó ác có thể bị dịch chuyển từ bất cứ đâu hắn cũng có thể dịch chuyển cả con xanh qua bên kia nên cho rằng đám này giờ là bất bại hắn giờ mới bắt đầu việc nâng cấp cơ thể cho hirumi và cô ta vẫn luôn tỏ ra đáng ngờ mà hắn không hề để ý ác lúc này vẫn rất mạnh miệng rằng cậu sẽ gom hai cục rác này và tìm đến hắn nên cứ run rẩy mà chờ đợi Đột nhiên con xanh dịch chuyển ra sau lưng cậu tấn công, Misaka đang chưa biết dùng cách nào để giúp Axe vì cô không có vũ khí hỗ trợ. Đúng lúc này thì Rose và cô hầu cũng chạy đến và muốn đi tìm Hiko vì hắn là mấu chốt để Axe có thể thắng. Cả hai đã chạy đi tìm thì bị con màu vàng cản lại. Cô hầu xem đây là mối đe dọa và bắt đầu tiêu diệt. Rose cố giải thích cho Hiko biết em gái hắn lúc này chỉ là một con quái vật đang chiếm giữ thân xác. Nhưng hắn chẳng thèm nghe, Ace lúc này liên tục bị con tím ném xe vào mặt. Cậu liên tục phá đi và con xanh thì luôn trực chờ đánh lén. Cậu đã chán cò quay với đám này vì cậu phải hạ con dịch chuyển trước. Cậu đã lợi dụng ma của cát và tạo nên một cơn lốc. Nhiệt lượng từ cát sẽ được đẩy lên và rồi được Ace giải phóng chúng trong một lúc. Cơn lốc lửa đã phá hủy đi tầm nhìn của con màu tím khiến khả năng dịch chuyển của nó giờ là vô dụng. Cậu chẳng tốn quá nhiều thời gian để đập nát nó. Còn con màu xanh thì cậu băn khoăn nên xử nó ra sao. Cậu dụ nó đến một khu vực có nhiều cọc sắt và rồi găm hết đống sắt đó vào người nó. Nhận thấy con kia còn cựa quậy nên cậu lại dẫm thêm phát nữa cho ngòm hẳn. Hiko hoàn toàn thán phục, nhưng đám robot này đã câu đủ thời gian để hắn đưa Hiromi lên cấp 6. Hắn cho rằng quá trình đã đếm ngược và dù cậu có chạy đường nào thì cũng chẳng thể ngăn cản được hắn. Cô hầu lúc này cũng đã xử lý con vàng xong xuôi. Nhưng thời gian đã không còn nhiều nên Zeus đã lén lút chạy đến đâm Hiromi nhằm tách hồn của con quái vật ra nhưng khi cô nhận ra kịp và chạy đến đỡ cho nó một nhát và gọi Rose là kẻ giết người ngay lúc Hiromi tỉnh dậy cô dường như đã lấy lại chút ý thức con người và trách móc vì sao Rose lại đâm anh trai cô mấy cái ống đột nhiên tự nối lại và quá trình lên cấp đã bắt đầu đội quân cảnh lúc này đang cố dọn dẹp đám tàn quân của dự án dù quân số áp đảo nhưng đám dự án vẫn kiên quyết chống trả họ đuổi nhau vào bên trong thì mấy cái xúc tu mọc ra khắp nhà đám dự án nghĩ là đồng minh nên lùi vào trong Hirumi bộc phát trở thành một con quái vật gớm ghiếc với đầy xúc tu, mấy cái xúc tu lan khắp khu nhà. Rose thì đã phải kéo cả Hiko ra ngoài, Misaka thì bị chúng đuổi tới và bất lực vì sự yếu đuối của bản thân. Axe một lần nữa tới cứu cô, cậu đưa Misaka đi nơi khác và thấy cấp 6 của Hiko đúng là kinh tởm. Rose lúc này đã đưa Hiko trốn đi và Hiko cười khoái chí vì hắn đã hoàn thành được mục đích và giúp Hirumi có được sức mạnh lớn rose cố giải thích cho hắn biết hirumi lúc này là con quái vật của cô chứ không phải em gái hắn ta hắn một mực không tin và gọi hirumi đến hỏi thử cô ta chui ra từ trong tường và đúng là có cảm xúc và là hirumi cô muốn đưa anh trai đi cứu chữa nhưng hắn biết bản thân chẳng còn mấy thời gian được một lúc thì con quái vật chiếm lấy thân xác và xóa luôn ký ức của hirumi hiko bất lực nhìn công sức và em gái của mình đi tong con quái cho biết nó là Tao Gu và nó biết rõ việc gia tộc của Rose đã tốn hơn 400 năm chỉ để hoàn thiện thuật chiêu hồn, nhưng giờ nó mới là người sắp làm được điều đó. Rose không biết lý do gì mà Tao Gu lại chống đối lại chủ nhân như cô. Nhưng nó chọn ưu tiên của gia tộc làm hàng đầu vì nó là một quái vật cấp cao và không bị trói buộc bởi mệnh lệnh như cô hầu. Nó kể lại vào lúc nó được kích hoạt, đã có một ác quỷ nói chuyện và muốn nó phải hoàn thành ước nguyện của gia tộc và ước nguyện đó là tạo ra một con gỡ lem hoàn hảo. Ban đầu một người trong gia tộc đã lấy xác chết để làm gỡ lem thì bị ngăn cấm. Và rồi người đó rong rủi khắp nơi và dần hoàn thiện thuật chiêu hồn. Bốn lá bùa của bốn con ác linh này cũng dần được tạo ra. Nhưng vẫn chưa ai từng làm ra được một con gỡ lem hoàn hảo sánh ngang được với thần. Và giờ khi Tao Gu đã trải nghiệm kiến thức về 10.000 lần chết thì nó đã đủ để tiến hóa. Nhưng cô ra lệnh cho nó dừng lại và không nghe theo ác quỷ nó đã dừng lại nhưng rồi lại tự hoạt động vì nó không phải con ác linh taogu mà chính là con quỷ đã cám dỗ và cũng là trưởng tộc đời bốn của gia tộc rose vì hắn trước khi chết đã dặn con trai chuyển hồn của hắn vào trong taogu năm xưa quân lính đã đến nhà của tên này để bắt hắn vì tình nghi là có liên quan đến sự mất tích của tướng quân nhưng hắn đã cho quân lính thấy quanh nhà hắn chỉ toàn zombie và tướng quân chúng tìm cũng đã thành xác sống hắn cho rằng đây là thành tựu của hắn và rồi cho zombie ăn hết đám lính dù vậy hắn vẫn muốn tạo ra một con gỡ lem thần thánh. Hắn khi nghe về việc có thể hấp thụ 10.000 cái chết thì đã rất bất ngờ vì ước muốn tạo ra thánh thần của hắn đã có thể thực hiện. Hắn khuyên Rose nên vui lên vì cô không hề bị Hiko lợi dụng mà chính gia tộc của cô đã lợi dụng hắn. Rose cho rằng việc này là quá sai trái, nhưng hắn cho rằng đây là lời răn của gia tộc khiến cô nhận ra người sai không phải hắn mà là cả gia tộc của cô. Hắn tính dùng phép cho cả bọn bay màu thì cô hầu đã ôm Rose và Hiko chạy đi. Ax đã tìm đến chặn lại và câu giờ cho cả hai chạy đi. Năng lượng của Tạo Gu đã tạo ra một pháp trận bằng mớ xúc tu gớm ghiếc kia. Ax sau đó cũng chạy ra ngoài và hơi chán khi Hiko đã chết mà chẳng có cơ hội đập hắn một trận. Rose đã mất đi động lực chiến đấu vì cô nhận ra bản thân đã bị thao túng bởi chính tổ tiên và những tội ác này xảy ra được là vì cô đã để bản thân dính vào vụ này. Ax mặc cô bất lực ngồi đó vì cậu quyết phải đập con quái vật này ra bã. Tao Gu đã tạo ra một trận pháp bằng mớ xúc tu và người dân thì cứ kéo nhau đi xem. Hắn nhận thấy là chỉ cần một chút thời gian nữa là hắn đã có thể thành công và với nguồn cung vô hạn như ở thành phố này thì hắn tha hồ thí nghiệm. Arcedes quan tâm vì hắn đã trở thành một con quái vật gớm ghiếc. Tao Gu cho rằng đây chính là sự đánh đổi để đạt được sức mạnh vượt qua cái chết. Hắn cũng cho rằng con người như cậu cũng đang tìm kiếm thứ sức mạnh đó nên chẳng có quyền gì phán xét hắn. Đúng là có cả đống tên điên thèm muốn điều này nhưng với cậu thì không. Hắn lại nhảy về việc ác đã giúp hắn tạo ra 10.000 cái chết như nào và việc mỗi lần chết là đều có mặt của ác Cậu thấy ngứa mắt vì ký ức đó là của riêng Misaka chứ không phải dành cho một tên quái vật như hắn sử dụng. Cậu lao đến chạm vào và cắt hắn ra nhưng khả năng tái sinh cho phép hắn chịu bao nhiêu đòn cũng chẳng bị gì. Cậu cho rằng dù hắn có tái sinh thì cậu chỉ cần nghiền hắn thành bột. Hắn không muốn mất thời gian với ác nên mặc kệ cậu và Rose cho chạy đi đâu thì chạy. Rose vẫn đang dần vặt với những lời mà Tao Gu nói. Misaka không tin được đây là thứ thần thánh mà cả gia tộc của Rose theo đuổi. Axe cho rằng nó chỉ là quái vật và dùng những lời lẽ khó nghe nhằm kích động Rose tìm ra mục tiêu cô muốn là gì. Một kẻ hèn nhát chấp nhận số phận hay trở thành một người hùng và vươn tới ước muốn của bản thân. Sau khi hồi tưởng về Hirumi thì cô đã hạ quyết tâm và đứng dậy chiến đấu. Cô muốn Axe giúp đỡ và cậu sẵn sàng hỗ trợ cô. Đội quân cảnh lúc này nhận thấy con quái vật kia đang dần nguy hiểm nên muốn vào cuộc nhưng họ chưa có lệnh từ cấp trên. Họ đành cho drone vào trước quan sát, cả nhóm Ace gặp lại Hiko và hắn đã tìm được lối để vào trước cả nhóm vì hắn muốn tham gia hạ gục kẻ đã khiến em gái hắn trở thành như này. Rose cho biết để hạ gục Taogu thì cô cần xác định được vị trí của lá bùa và dùng con dao này đâm vào đó để tách hồn với xác ra. Nếu không phá được thì dù đánh bao nhiêu hắn vẫn có thể hồi phục. Dù bị thương Hiko vẫn chỉ họ đường đến điểm gần với lá bùa nhất, hắn quyết định dùng chút hơi tàn còn lại để cứu Hiromi hoặc ít nhất là giúp Rose làm việc đó thay. Trong lúc đang di chuyển, cả nhóm đã bị Tao gu phát hiện, hắn cho rằng con cháu như Rose đúng là vô dụng, nhưng quá trình vẫn quá lâu nên hắn quyết định ăn thịt hết những quân cảnh và đám dự án tàn dư ở trong này để đẩy nhanh quá trình. Hắn cũng cho mấy cái xúc tu ăn thịt ra cản đường nhóm Ace thì chẳng thay đổi được gì ngoài giúp Ace khởi động trước. Chỉ huy đội quân cảnh không thể khoanh tay ngồi nhìn nên quyết định vào cuộc để cứu người. Cô sẵn sàng cứu cả dự án vì giờ không phải lúc để đấu đá ác đập mãi không hết mớ xúc tu mà tao Wu còn gọi lên đám xác sống để áp đảo thêm không ai có thể đánh được đám xác sống nên ác nhắc họ nhớ đây chỉ là xác chết nhưng nếu người hùng như cô không thể ra tay thì để tên khốn xấu xa như cậu lo liệu tao Wu sung sướng vì hắn sắp hoàn thành được mục tiêu 400 năm ác hơi mất bình tĩnh vì mãi chưa đến nơi nhưng rose cho biết là đã sắp đến lý do xa là vì cơ thể hắn đã phình ra quá to nên họ chẳng còn nhiều thời gian Bản thân ác cũng vậy vì pin của máy hỗ trợ cũng sắp cạn, thế nhưng khi vừa đến nơi thì Tao Gu đã hoàn thành việc tiến hóa. Ác cũng bị một luồng năng lượng cản lại, thế nhưng việc hắn hấp thụ mấy tên lính dự án đã khiến tâm trí hắn bị lung lay bởi khát vọng công lý của mấy tên này. Ác không bỏ lỡ cơ hội mà vận dụng toàn lực và đẩy cả bọn lên chạm mặt trùng cuối. Rose và cô hầu đã lao đến và ngay lúc sắp chạm được Tao Gu thì hắn lại dở trò lừa gạt Rose khiến cô do dự. Ác nhắc cô nhớ việc cậu chịu theo đến đây là do cô đã hứa là sẽ không do dự lần nào nữa. Rose ghi nhớ lời thầy dạy nên quay lại cuộc chiến. Tao Gu đã vận một quả cầu năng lượng khổng lồ nhưng cơ thể hắn đột nhiên nứt vỡ vì Misaka và Hiko đã đi phá cơ thể thật của nó. Rose chớp cơ hội lao đến nhưng vẫn bị mớ xúc tu giữ lại. Misaka và cô hầu đã lao đến trợ giúp. Hắn định đánh lén thì có ác lo liệu. Con dao đã thành công đâm vào lá bùa và đuổi được Tao Gu khỏi cơ thể và trả lại Hirumi trước đây. Họ chỉ kịp nói câu từ biệt trước khi cả Hirumi và Hiko đều ra đi. Thế nhưng cơ thể của hắn vẫn còn bất ổn ở đây và sắp nổ. Misaka dự kiến thiệt hại sẽ là cả thành phố này. Axe một lần nữa chạy lên cậu dùng hết toàn bộ năng lượng và bất chấp cơ thể có phải chịu thương tổn cậu không thể phân tán nó nên đành dồn lực để hướng vụ nổ ra ngoài vũ trụ. Cơ thể của Tao Gu đã hoàn toàn khô héo và vụ nổ cũng đã dừng lại. Cậu gục đi nhưng vẫn chưa chết. Cậu được đưa về viện và tiếp tục nghe Misaka lo ly cằn nhằn suốt ngày. Cậu lại lợi dụng cô bé và đẩy cô đi mua cà phê. Chỉ huy đã đến tìm cậu và xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu chỉ vì cô không thể loại bỏ được đám dự án. Nhưng cô muốn biết thêm về những thứ vũ khí mà Hiko tạo ra vì hẳn là cậu biết gì đó. Nhưng cậu từ chối trả lời mà chỉ cho rằng đấy là việc của đám kẻ xấu và cậu chỉ việc đập chúng một trận. Rose giờ cũng phải tạm biệt với cô Hầu để trả thân xác của chủ về cho gia đình. Có điều ký ức của cô Hầu sẽ mất nên cô xin Rose đừng quên cô. Cô cũng đã tìm đến để cảm ơn Axe nhưng cậu muốn cô hãy né mấy thứ đen tối này mà trở lại làm người bình thường. Nhưng cô đã có lựa chọn và quyết định thay đổi lại gia tộc. Vài ngày sau đó, Axel leo lên tháp anten để nhâm nhi cà phê thì đám tội phạm lại đến quầy giày cậu buộc cậu lại phải đứng lên nhưng đây cũng là lý do khiến thành phố này thú vị với Axel. Phim đến đây cũng là kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại nhớ like và đăng ký ủng hộ bọn tớ có động lực để ra video tiếp theo nhé.